Này con nói gì? Cái này Có gì xe? What to say? Con nói gì? Nói gì? Để điện hỏi cho này nói gì ngon kìa. Không? Ngon không? Ngon Cái này không? ngon không? Tôi ăn luôn rồi. Hả? Cái này có ngon không? What to say? Very good hả? Nãy con mới nói đó. Có cơn quá. Cái này nói đi. Dưa hấu, cho này nói dưa hấu coi, dưa hấu cho này nghe không ngọt. Trời ơi, tham ăn không? Dưa ngọt quá anh, chỉ có nó hơi chút xíu hột lép dưa. Không thấy hột luôn chứ hột lép gì. Cái dưa kia thì không có hột thôi, nhưng mà nó ngọt. Rất là ngọt. 3,50 đồng hả? Ừ. Trái dưa 3,50 đồng. Cắt cò 7 đồng. Cắt cò bự hơn nhiều. Cắt cò ăn mấy ngày nữa. Trái cắt cò bự gấp 3 lần cái này. 2 lần nữa quá. 3 lần. Có trái bự 4 lần luôn. Trái bự thiệt. Cái nhà này ăn hết. Cắt cò. Cho này, ngon không? Ngon không? Ngon không? Sorry cho mình, nó mình cắt lại cho còn hai nữa. Thôi chắc ngưng. Đủ nó nhỏ ăn.